Em chào cả nhà nhá. Em chúc sức khỏe tất cả các bạn xem video nhá. Thì hiện tại ấy, bây giờ là 6 giờ chiều khoảng ngày 11 tháng 9 dương lịch. Thì hôm nay em lên vườn em có một số công tác này, thì tiện thể đây là video này là em cũng chia sẻ với cả nhà luôn, là một cái phương pháp mình kích rễ tự nhiên mà mình không cần phải sử dụng phân thuốc gì cả. Đấy, thì lát nữa em sẽ vào chi tiết chia sẻ cái phương pháp đó cho cả nhà cùng tham khảo nhá. Thì ở khu vực em ấy là cả dự báo thời tiết ấy là chuẩn bị là có mưa bão rồi, nên là hôm nay em lên vườn là em đi kiểm tra cây. Thì em kiểm tra là như cái cây này của em là nó quá dài rồi cả nhà, nó dài gần 1 mét. Thì cái cây này là cây đợt rồi em sổ được cái bông bạt đấy, bông bạt đấy cả nhà, là nó dài quá rồi, là em bây giờ em phải hạ xuống đây để em buộc cố định lại để tránh là mưa gió nó bị gãy. Thì đây còn là hai cái cốc mà trước mấy hôm trước ghi video mà em chia sẻ với cả nhà, là em nói về cái bột ngọt đấy là nó không có khả năng kích rễ. Thì cái cây này là cả nhà này, là hôm đó là nó đã bị ngộ độc rồi, nó ngộ độc đạm đấy. Mà cái lá của nó rất là mềm, thì ngay hôm đó là sau ngay hôm đó là em đã xử lý rồi, nên là đến hôm nay là cây của nó là lá đã cứng cáp trở lại bình thường cả nhà, là nó đã gần dần được hồi phục rồi. Và cái bộ rễ của nó thì cả nhà quan sát này, là nó không còn cái màu trắng đục đục là như mấy hôm trước nữa, mà hôm nay nó chuyển sang màu trắng sứ rồi cả nhà đó. Thì còn cái cây bên này thì em vẫn sử dụng bằng cái nước máy nhá. Thì đến hôm nay nó lại cho em thêm một cái lá nữa này đấy, nó đẩy tiếp một cái lá ngọn nữa cho em rồi cả nhà. Và bộ rễ của nó thì phát triển rất là mạnh luôn. Đấy, cả nhà quan sát nhá, bộ rễ của nó phát triển rất là mạnh. Đây, cả nhà quan sát cái cây bên này, đây là rễ nó ra màu trắng sứ rồi nhé cả nhà nhá. Thì cái em xử lý cây này ấy, là chỉ với phương pháp là em đổ cái nước bột ngọt theo đó đi thôi. Sau đó là em lại cho cái nước máy trực tiếp vào. Đấy, là em cũng trồng và cứ sau 5 ngày em lại thay nước một lần. Đây, như hai cốc này là vừa rồi em thay nước rồi cả nhà này. Đấy, là vừa rồi em vừa thay nước xong. Đó, em thay nước mới cho nó cả nhà nhá. thì với cái phương pháp này, trồng thủy canh này nó cũng là một cái phương pháp kích rễ tự nhiên rất là hiệu quả, và bộ rễ nó phát triển rất là mạnh. Thì em sẽ chia sẻ với cả nhà một phương pháp nữa. Nhưng mà cái bộ rễ của cái cây này khi mình trồng thủy canh như này ấy, mà nó ngâm ở dưới nước này ấy, thì cái bộ rễ này là khi mình trồng lên chậu thì nó rất là khó nha cả nhà nhé, bởi vì bộ rễ của nó rất là yếu. Đấy, rễ nó mọng nước thôi, rất là yếu, là khi mình trồng lên chậu sang một môi trường khác ấy, là cây nó rất hay bị hỏng rễ cả nhà. Thì đây nó là cái yếu điểm của cái việc mình trồng thủy canh như này nha cả nhà nhé. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với cả nhà một cái phương pháp là kích rễ tự nhiên nữa. Đấy, nó sẽ không đạt hiệu quả cao như là cái phương pháp này, nhưng mà ngược lại ấy, là cái bộ rễ nó rất là khỏe nha cả nhà nhé. thì ở đây em có mấy cái cốc này, thì đây nó là những cái thân mà cắt lai ra, cái chậu những cây cắt lai ra này là cách đây 1 tháng ấy, em làm cái video là em bóc chậu ra và em trồng bằng than củi ấy, là nguyên cả một già cả nhà, thì nó nguyên cả một già. Và cái bộ rễ của nó là đã hỏng hết rồi, đầu rễ nó sun hết rồi. Thì em có lách tất cả các thân này ra, em lách ra. Đấy, và em vứt lay lóc ở trên vườn. Thì em mới cho cái cốc này lên đây để em kích rễ cho nó là mới được hơn chục ngày thôi cả nhà. Đấy, hơn chục ngày thì nó đã cho em kết quả rồi. Thì đây là rễ của nó nha cả nhà nhá. Đây là rễ mới này, đây là rễ mới. Và đây nó là những cái rễ hỏng. Đấy, cả nhà nhìn chưa, là trước nó đã bị sun đầu rễ đấy, là bây giờ nó lại phi cái nhớt xanh này. Đó, cả nhà quan sát nhá. Đó là những cái rễ đã bị hỏng nhá. Và bây giờ là nó đã phát triển tiếp tục này. Đây là một cây này. Đây, cây bên này nữa này cả nhà này. Đấy, cái rễ nó là cũng là trước cũng là rễ hỏng, là rễ sun này. Và bây giờ nó phát triển tiếp.
Thì cái cách này ấy, nó rất là đơn giản thôi. Là khi những cái cây mà cái rễ của mình nó bị hỏng hoặc là mình cắt trụ rễ rồi, thì các bác chỉ việc là cho vào những cái cốc nhựa như này. Đó, là sau đó là mình chỉ việc đặt lên trên mặt một cái khay. Cái khay này là em chứa nước như cả nhà nhá. Thì em lợi dụng là cái độ ẩm và cái hơi nước nó bay lên thì nó kích thích cho những cái cây lan này của mình này. Đấy, nó có cái độ ẩm cao là nó tự nó bắn rễ ra thôi. Thì cái nhược điểm của cái phương pháp này ấy, thì nó rất là mất lâu thời gian cả nhà, nó lâu thời gian ra rễ lắm. Từ khi mà đây là cái cây mà em đã làm là hơn chục ngày, rễ nó mới hồi phục được như này và nó mới ra một vài cái rễ mới thôi. Để khi mà mình kích rễ này ấy, thì mình mất phải tầm từ 25 ngày đến một tháng thì nó mới có bộ rễ đẹp cả nhà nhé. Thì cái phương pháp này là cái nhược điểm của nó là nó lâu thời gian này. Đấy, và cái ưu điểm của nó đấy, cái ưu điểm của nó thì là khi những cái rễ này đấy là nó chỉ ăn qua cái hơi nước và cái độ ẩm thôi, nên thì chính vì vậy là cái bộ rễ này của nó rất là khỏe. Đấy, nó khỏe chính vì nó khỏe, nó cứng cáp, nên chính vì vậy là những cái rễ này ấy, là khi đủ rễ rồi là mình có thể lên chậu vô tư thoải mái, là không sợ là nó bị chột đầu rễ, nó không bị thui rễ như cả nhà nhé. Thì đây nó là cái ưu điểm của nó. Thế nhưng cái nhược điểm của nó thì cái thời gian là kích rễ thì nó rất là lâu. Đấy, nhưng được ngược lại nó khỏe thôi cả nhà. Thì cái phương pháp làm thì đơn giản lắm, là cả nhà là chỉ việc đặt những cái cây này, khi những cái rễ mà là mình đã cắt trụi hoặc những cái rễ mà đã bị hỏng nhưng nó vẫn còn cứng cáp, là mình chỉ việc đặt vào những cái chậu này, sau đó là mình đặt ở trên mặt những cái khay nước này thôi. Và hàng ngày ấy, hàng ngày mình tưới vườn lan ấy thì mình cũng tưới cho nó là bình thường thôi cả nhà. Đấy, nó rất là đơn giản nhé cả nhà nhé. Rồi, ok. Đây nó là cái phương pháp mà mình kích rễ. Kích rễ hay mình gọi là nhử rễ cũng được cả nhà. Thì đây là cái phương pháp thủ công và nó rất là đơn giản. Không cần phải sử dụng thuốc gì cả nhé cả nhà nhé. Thì cả nhà xem video và tham khảo cách làm này. Rồi, em xin kết thúc video đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Em quên mất là khi các bác mà kích những cái này đấy thì các bác cho vào đây và đồng thời là các bác để một chỗ dâm mát nhé, dâm mát và tránh ánh nắng trực tiếp đó. Khay nước này mình để chỗ mát và tránh ánh nắng trực tiếp vào, mình đặt ở đây, sau đó là hàng ngày mình tưới giữ ẩm bình thường thôi, giữ ẩm những cái cây này bình thường như cả nhà nhé. Rồi, em xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.